Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực mạch máu của bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị đứt rời phế quản gốc bên phải, gây tràn mũ màng phổi nguy kịch sau 9 giờ phẫu thuật căng thẳng. Bệnh nhân là nữ sinh năm 1990, ngụ tỉnh Hậu Giang, được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với tình trạng đau ngực trái, đã đặt ống dẫn lưu màng phổi phải ngày thứ 8 ở tuyến dưới do trước đó bị tai nạn giao thông. Kết quả chẩn đoán xác định Bệnh nhân bị gãy xương sườn 1-2 bên phải và 1 năm bên trái. Tổn thương phế nang phổi, tràn khí, tràn dịch màng phổi. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn phẫu thuật. ca phẫu thuật thành công sau 9 giờ căng thẳng. Hiện bệnh nhân đã tỉnh, phổi thông khí tốt, sức khỏe ổn định đang được tiếp tục theo dõi.